Cảm ơn anh khách đã ủng hộ nha. Lô hàng này không thể xịn sò hơn được. Ok, lần sau có thì sẽ báo anh tiếp nha. Cơ bản thì loại này nó rất là hiếm các bạn. Hàng giống như hàng sưu tầm vậy đó. Ok, cảm ơn anh ủng hộ nha. Giờ sẽ gói đơn đã lên rồi. Và tiếp tục giới thiệu tới khách một số dòng khác nha các bạn. Đèn LED Mỹ thì bên bãi đang còn. Khả năng thì sắp tới mình cũng sẽ đem về một số nữa để bán cho anh em nha.